Xin mời cộng đoàn đứng. Xin trân trọng với giới thiệu với tất cả cộng đoàn đã hiện diện nơi đây. Đây là cha John Bautista Trương Thành Công. Phú Cường mình thì có Trương Công Thành, ở đây có Trương Thành Công. Thì Ngài đến từ giáo phận Cần Thơ. Ngài cũng là người mà có cái hồn mà truyền giáo rất là mạnh. Chúng ta sẽ thấy điều này. Hôm nọ Ngài đã đến để giúp cho trong cái buổi thường quấn của các linh mục giáo phận Phú Cường. Hôm nay đến lượt chúng ta được chào đón Ngài. Xin cộng đoàn cho tràng pháo tay để chào mừng xin Ngài. Chào cha, xin chào cha và xin chào mọi người bằng những tiếng hát và aha a. Xin chào cha, xin chào cha và xin chào mọi người bằng một tràng pháo tay. Và cùng đồng hành với Ngài thì có một cha cũng Cần Thơ, cũng đến tuổi đang nghỉ hưu, thoải mái. Ngài nói âm thầm thôi, nhưng mà hôm nay vì cái tinh thần, vì tinh thần hiệp thông, cho nên là còn buộc phải nói, giới thiệu với tất cả cộng đoàn là cha là Francisco Xavier Quỳnh Văn Sơn. Ngài đến với chúng ta. Ngài không nói gì đâu, Ngài chỉ hoan hô thôi và tham dự với chúng ta. Tôi qua đây thì con cũng muốn nói là các cái bản tên của chúng ta đó, cũng rất tiếc là cái tên nó không có được nổi luôn. Nó giống nhau nhưng mà nghĩ là cái tên nó phải nổi, và mỗi một hạt nó có một cái màu. Con cũng chưa có thuộc màu lắm, nhưng mà nhớ bản tên mình mang quay ra phía trước. Và mọi người chúng ta cũng nên giao lưu với nhau, nhất là trong cái giờ ăn và những cái giờ sinh hoạt giải lao riêng đấy, để chúng ta biết nhau. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng, thể hiện tinh thần hiệp thông cần thiết cho việc loan báo tin mừng. Xin mọi người chúng ta tận dụng và cố gắng phát huy cái điều này, không phải hôm nay thôi mà còn dài dài trong cuộc sống, không phải chỉ cho những người này không mà còn cho mọi người mà chúng ta sẽ gặp gỡ và có sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, giờ đây chúng ta đã bắt đầu phần của cha đến với chúng ta. Xin mời tất cả mọi người ngồi. Con đứng ở này ở dưới thấy chưa? Vậy nè. Con kính chào Đức cha Giuse. Con kính chào cha trưởng ban quỹ ban Loan báo tin mừng, cha Cố Thụy của con. Xin kính chào tất cả quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý anh chị em giáo dân. Trước tiên con có chúc mừng Đức cha. Trước khi chào Đức cha, nó con chúc mừng Đức cha là nhìn lực lượng của tất cả quý tu sĩ, quý chúng sinh và anh chị em ngồi đây thì thấy là sức mạnh của giáo phận thật sự là phú cường, vừa giàu mà vừa mạnh nữa. Chúng con chúc mừng Đức cha, chúng ta cho trầu tay chúc mừng Đức cha. Kế tiếp là con rất hân hạnh được gặp lại Đức cha ở đây, thấy Đức cha vẫn mạnh khỏe và vẫn đẹp trai. Chúng ta đọc tay được à, giơ tay kia nè. Dạ. Con rất mang ơn Đức cha. Từ nhà quê chúng con gọi là con đội ơn Đức cha, vì Đức cha cho phép con được tới đây với giáo phận, với quý tu sĩ, với các chúng sinh và anh chị em, những chiến hữu trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận Phú Cường. Và lời kế tiếp là con xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý anh chị em. Con được hân hạnh tới đây trong cái buổi khánh nhật truyền giáo hôm nay. Cũng là cái điều nhỏ bé thôi. Con chỉ là một cha sở nhà quê. Con tên là Đức cha giới thiệu rồi. Bây giờ con chỉ nói thêm thôi. Đức cha giới thiệu con là quý vị biết anh má con luôn rồi. Ha. Vì con tên là Thành Công thì má con tên là Thất Bại. Thất bại là mẹ Thành Công. Và việc con ở Rạch Vọp đó cũng là một cái thất bại trong đời sống, nên đã về cái xứ đạo nhà quê rất là quê, nghe tên Rạch Vọp là thấy quê rồi. Nhưng mà rất là may mắn là về đó là chúng con lại được tiếp tục cái chương trình truyền giáo trong khoảng hơn 15 năm nay. Con về đó được khoảng 3 năm thì có một giáo điểm. Giáo điểm đó bây giờ cũng đang phát triển. Hôm nay con cũng nói với bà con ở giáo điểm là lễ truyền giáo thì rất quan trọng, nhưng mà anh chị em ở nhà thôi, anh chị em cố gắng làm việc với nhau, các thầy cô, anh em
lo lắng cho nhà chăm sóc, vì lý do là giáo phận Phú Cường và một cái tầm cỡ giáo phận thì quan trọng hơn là giáo xứ bé tí te của mình. Thành ra con dành giờ ưu tiên tới với Đức Cha, với tất cả cộng đoàn ở đây. Sáng nay chúng con khởi hành lúc 4 giờ, có cha Cố Sơn đi theo, là cha đang làm lễ giùm con ở dưới nhà. Nhưng con nói thôi cha đi theo con là thứ nhất là lỡ Chúa mà có phạt con thì có cha già ở đây, Chúa cũng nương tay, Chúa không nỡ phạt người tội lỗi với bên cạnh người công chính. Thứ hai là xe con là đi xe cũ, thành ra nhờ cha đi theo, lỡ cái gì cha đẩy tiếp con, có mình ảnh con đẩy không được. Dạ, bây giờ thì cha có mặt ở đây để tham dự với cộng đoàn. Con cũng xin vắn tắt một chút thôi để kịp giờ, lý do Đức Cha cho con có 45 phút thôi. Rồi con năn nỉ Đức Cha, nói Đức Cha con đi từ thơ lên đây, Đức Cha cho con có một tiếng thôi, thì ít quá. Đức Cha nói vậy thôi, chiều cho thêm nửa tiếng nè. Con hết lòng cảm ơn Đức Cha. Dạ. Những gì con trình bày đây là không phải là lý thuyết mà là những kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, mà dĩ nhiên đó là ơn Chúa ban, đặc biệt là ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã nghe nói nhiều rồi, chắc sáng nay các đấng cũng đã nói với cộng đoàn là chúng ta làm việc truyền giáo là đang làm việc với Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nói một cách hơi xúc phạm chút, Chúa Giêsu xuống trần gian chỉ có 3 năm truyền giáo thôi, rồi Chúa Giêsu bỏ về trời đành đạn như vậy, bỏ các tông đồ bơ vơ, chưa có dạy dỗ gì xong. Người ta dùng từ ngữ dân gian là Chúa Giêsu đánh trống bỏ dùi. Và cái người lãnh đủ là Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm việc 20 mấy thế kỷ nay rồi, 21 thế kỷ rồi, mà chưa tới đâu, mới có 10% dân số thế giới thôi. Ha, và Việt Nam chúng ta còn thấp hơn nữa. Thành ra kể như là Chúa Thánh Thần làm việc mệt mỏi. Và chúng ta đây là những khuôn mặt ở bên cạnh Chúa Thánh Thần, dưới quyền điều khiển của Chúa Thánh Thần trong cánh đồng truyền giáo. Chắc hẳn Chúa Thánh Thần rất là vui, rất là thích và thương chúng ta. Chúng con cũng cảm nhận điều đó. Thành ra tất cả những gì chúng con trình bày đây đó là cái hồng ân của Chúa Thánh Thần ban cho. Con làm một cái nghi thức là trước khi nói cái gì phải nói có lý lẽ và có đạo đức chút. Thì con khai đầu bằng việc Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban cho tất cả những ai làm việc truyền giáo hai ơn này. Ơn thứ nhất là ơn nhiệt thành. Ai càng dấn thân vào việc truyền giáo bao nhiêu thì càng nhiệt thành bao nhiêu. Thực tế ra thì không có một, xin lỗi, cả giám mục luôn và cả linh mục và tu sĩ ai cũng ngao ngán việc truyền giáo. Nói thì nói vậy, nói thì nghe là cái vẻ là phấn khởi, nhưng mà thực sự là thấy chua dữ lắm, nhiều đấng bỏ chạy luôn. Chúng con, nhưng mà ngược lại chúng con thấy rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Nhị, Đức Thánh Giáo Hoàng, Ngài nói rằng ở cộng đoàn nào, cá nhân nào, giáo hội nào mà loan báo tin mừng, rao giảng đức tin thì càng ngày được củng cố nhiều hơn trong đức tin đó. Thành ra chúng ta càng làm việc truyền giáo bao nhiêu thì càng nhiệt tình bao nhiêu. Bây giờ ở đây ai sẵn sàng dấn thân làm việc truyền giáo và muốn ngày một nhiệt tình hơn, xin đề nghị đưa tay coi, đưa cao lên, nhanh lên, Đức Chúa Thánh Thần đang chờ. Giờ chúng ta vỗ tay nghe luôn, Đức Chúa Thánh Thần rất là vui và còn xin cảm ơn. Đây là một điều đầu tiên chúng ta phải xác tín rằng ai dấn thân vào công tác truyền giáo thì càng ngày càng hăng say hơn. Con nói không có chơi, nhưng mà rõ ràng có một bằng chứng, Thánh Phaolô trong các thư chúng ta thấy càng lớn tuổi bao nhiêu, ngày càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng nhiệt tình bao nhiêu và ngày càng gay gắt bao nhiêu đối với những người chống đối hoặc là ngay cả hàng tông đồ, Ngài cũng gay gắt để nói lên cái nhiệt tình của Ngài. Những người khác dửng dưng thờ ơ hoặc chậm trễ là Ngài không chịu. Đó là cái lòng nhiệt thành của Thánh Phaolô do ơn Chúa Thánh Thần tác động theo thời gian. Chúng con những ngày đầu tiên cũng không có làm việc truyền giáo, nhưng mà chúng con bị bắt buộc phải vô lỗ làm, rồi càng ngày càng thấy hăng hái hơn. Và bây giờ chúng con thấy rằng tất cả những giáo lý viên, những anh em làm gì chúng con cũng thấy ngày một nhiệt tình hơn. Con xin kể cái chuyện mà hôm trước đã nói với Đức Cha rồi, Đức Cha đừng nghe nữa. Là ở trên cầu đó rất là cao, có một cái cô gái đẹp nhảy xuống sông tự tử. Rồi mọi người bu xung quanh nó nhìn xuống xem cô ta chết như thế nào. Thì thình lình có một anh thanh niên, anh nhào xuống, anh nhảy xuống cái dòng sông thật là sâu. Anh ta xuống đó, anh ta vớt cô ta lên. Rồi mọi người tán dương vỗ tay quá sức, báo chí, báo đài lại xung quanh hỏi phỏng vấn. Vì lý do gì, vì động lực gì, cái lòng dũng cảm của anh cứu cô gái này ha. Anh nói khoan đã, khoan trả lời. Ông quay lại hỏi, hồi nãy thằng nào xô tao? Thì chúng con cũng vậy thôi, và chúng ta cũng vậy thôi. Mỗi người chúng ta làm việc truyền giáo đó, chẳng khác gì bị xô xuống dòng sông. Chúng ta phải tiếp tay với anh em mình ha. Quay lại sau lưng thì có ai đó xô mình, Chúa hoặc là bề trên hoặc ai đó, hoặc là hoàn cảnh tình cờ chúng ta phải làm. Nhưng mà chúng ta sẽ mỗi ngày một dũng cảm hơn. Đó là ơn đầu thứ Chúa Thần hiện ban cho chúng ta.
chúng ta khấn xin Ngài. Điều thứ hai đó, Chúa Thánh Thần ban chúng ta lúc nào cũng nói đó, sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan đó, đó nó không phải là sự khôn ngoan người trần gian, mà sự khôn ngoan của Chúa, của Thánh Thần. Và sự khôn ngoan đó diễn tả một cách đơn giản là sáng kiến. Sáng kiến là gì thưa? Đó là một hình thức khôn ngoan Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, chúng ta dấn thân vào việc truyền giáo, chúng ta nhiệt tình bao nhiêu và hết tâm hồn bao nhiêu thì mỗi ngày càng nhiều sáng kiến bao nhiêu. Và hôm nay chúng con xin tới đây để xin gửi tặng cho quý tu sĩ, quý thầy, quý anh chị em một vài sáng kiến mà Chúa Thánh Thần ban tặng qua phúc âm, qua công việc chúng con làm. Và chúng con xin bắt đầu. Chúng ta đang cầm ở trên tay này cái tập tài liệu là trang 35. Trang 35 con nói trong này đó là, xin mời. Số này cũng hay quá ha. Tự nhiên số 35 mà. Chiều nay đánh số này chắc ăn à. Thứ nhất là khám phá vài phương thức truyền giáo theo phúc âm. Thứ hai là Chúa Thánh Thần trong công tác loan báo tin mừng. Thứ ba là giới thiệu vài nét son của đạo Công giáo. Và thứ bốn, thuyết phục người giữ tòng kết hôn vui vẻ học đạo. Bây giờ hai số đầu con nói sáng hôm nay, hai số sau nếu kịp chiều nay nói, còn không có thì về tất cả chúng ta đọc được. Chúng con nói hai nét đầu thôi. Khám phá vài phương thức truyền giáo theo phúc âm. Bây giờ xin tất cả quý vị đó xếp sách lại đi, bỏ qua bên mình không cần nghe nữa. Con cũng không có máy. Nãy nói thầy đó tính anh em chưa máy lên rồi giờ quên lên USB theo rồi. Ra bài dở trong USB hết, mà điện thoại thì có nhưng mà ra máy không được. Nhưng mà con thích nói chuyện bằng tay nhiều hơn. Lý do là như vậy thì có tính cách đối thoại và chúng ta theo dõi dễ dàng hơn. Còn máy chúng ta sẽ theo liên hệ đó, thành ra nó mất cái liên hệ giữa người nói và người nghe. Cái cư tọa đi. Con xin phép. Ở đây có cái viết không ha? Cho con mượn cái viết bút lông bên này. Cái bản này con viết lần rồi, Đức Cha cho viết lần, bữa nay Đức Cha cho viết lần nữa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cho chúng ta rất nhiều phương thức truyền giáo mà nhiều khi chúng ta không đi. Việc đầu tiên chúng con bắt đầu một câu chuyện là Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, thì ông Gioan Tẩy Giả chỉ cho hai môn đệ là Gioan Tông Đồ và Andrê đi theo Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu nói hãy đến mà xem, hãy đến mà xem. Hai ông đến xem Chúa một chút, rồi xong hai ông trở về. Chúa có làm tông đồ. Sau này Chúa Giêsu mới gọi các ông trên bờ biển Galilee. Mấy ông tới đó kể như là người mới tới thôi, coi như là một người lương dân, hoặc là nói đơn giản là một người giữ tòng, hay là giỏi lắm là một tân tòng thôi, chứ các ông chưa phải là tông đồ. Rồi sau đó đó, ông Andrê về á, nói chuyện với ông Philippe. Chúa Giêsu tình cờ đi Galilee gặp Philippe, kêu Philippe hãy theo ta. Philippe đi theo ngay. Rồi sau đó Philippe là trở về nói chuyện với một anh chàng khác là Nathanael, và Nathanael tới với Chúa. Còn Andrê thì trở về nhà nói với Phêrô, Simon, và Simon lại gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đổi tên. Thành ra tất cả mọi người tới với Chúa Giêsu hoặc là ở lại mà xem, hoặc là hãy theo ta, hoặc là con đổi tên đổi đời, hoặc là các môn đệ sau cùng. Ông Nathanael, Chúa Giêsu nói anh đi theo tôi đi, anh sẽ thấy nhiều điều lạ lùng hơn là việc tôi thấy anh ở dưới cái vả nữa. Thành ra tất cả mọi người tới Chúa Giêsu đều được đón tiếp, và mỗi người đón tiếp một kiểu. Nhưng mà chúng ta ghi nhận chỗ này nè, người này dẫn người kia tới, đó gọi là phương thức một cặp một. Đây là cái điều rất là quan trọng. Từ nay tới đây chúng ta sẽ áp dụng phương thức này trong truyền giáo và trong sinh hoạt chúng ta. Người này gọi người kia là phương thức một cặp một. Và phương thức này đó không phải là chỉ người Công giáo thôi, mà rõ ràng các tông đồ lại là những dự tòng, những tân tòng, những người mới theo Chúa thôi, làm việc với nhau, người này gọi người kia. Thành ra một cái điều quan trọng thứ hai đó là chúng ta đừng có tưởng là người Công giáo mới làm việc truyền giáo thôi, nhưng mà tất cả đều có khả năng làm việc truyền giáo, thậm chí là người lương dân. Cụ thể là tại giáo điểm chúng con đó, là trước đây khi con về là còn khoảng 200 người, cha cũ để lại khoảng 200 người, nhưng mà cái đường hướng trước đây đó, chúng ta sẽ nói là Ngài cho bác ái xã hội giúp đỡ gạo, cơm áo, gạo tiền, thành người ta theo rất là nhiều. Khi con về con đổi cái hướng đó, người ta bỏ hết. Những người mà vì cơm áo gạo tiền họ không có theo nữa, họ bỏ hết. Chúng con còn chừng khoảng non 100 người thôi. Mà bây giờ chúng con có danh sách là 420 người. Và đi lễ thường xuyên như hôm nay ở nhà đó là có 350 người chắc ăn. Chúng con xin lỗi là giáo xứ chúng con đó, giáo xứ Rạch Vọt đó, nó có hai cộng đoàn. Cộng đoàn giáo dân lâu năm có khoảng 80 năm rồi. Mà cộng đoàn đó, đó đi lễ chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, tức là thánh lễ chủ nhật, họ có hai lễ. Họ đi chỉ có 300 người thôi. Trong khi lễ sáng chủ nhật chúng con á, lễ lương dân á, một thánh lễ,
350 người. Thành ra tính ra theo sĩ số á, giáo xứ chúng con á, giáo xứ Rạch Vọt đó có tỷ lệ lương dân tân tòng là 120%. Ở đây chúng ta nói chung là cả giáo hội Việt Nam á, tỷ lệ người lương dân đi theo Chúa đó, ấy người xin lỗi người giáo dân á, có 10% thôi. Còn chúng con là cái người giáo dân rồi người lương dân á, là 120% của giáo dân. Thành ra số lương dân 350 người, còn giáo dân á, chỉ có 300. Nhiều lắm là 300 thôi. Thành ra đó là cái điều rất là ngạc nhiên. Mà cả đời chúng con á, con là một linh mục, con không bao giờ có thể đi năn nỉ được 50 người, 100 người với 300 người mà đi lễ. Lương dân đi lễ mỗi Chủ nhật đều đặn và nghiêm túc như là người giáo dân, không thể có được. Nhân tiện nói đây đó, hôm nào bất cứ cái đoạn nào ở tại Phú Cường ở đâu đó thì xin mời có dịp đáo qua giáo xứ chúng con. Đây về Sài Gòn 30 cây hết đấy cha. Sài Gòn xuống chúng con là 200 cây nữa là chẳng. Chúng ta bao cái xe cho đẹp, có máy lạnh người nào ngoài ha, chúng ta đi xuống dưới đó xin Đức Cha trả tiền. Chúng con xin mời các đoàn tiện đi xuống Gia Diệp ha, xuống Gia Diệp vào ngày thứ bảy, rồi tối thứ bảy trở về chúng con ở đường Nam Sông Hậu thì ngủ đêm đó, rồi sáng Chủ nhật đi lễ với lương dân chúng con. Đi lễ là 7:30-8 giờ lễ, rồi sau lễ thì mọi người ăn sáng chung, rồi tới 10 giờ thì tất cả mọi người vô học vô lý hết. Già trẻ lớn bé 350 người đi học vô lý hết trong 10 lớp. Rồi 11 giờ về, rồi sau đó đoàn 12 giờ mình ăn cơm xong mình về. Nhất là quý sơ nữa ha, hôm nào đi tham quan du lịch thì xin mời đi xuống tham quan trường giáo. Chứ con không có mời đi làm việc bác xã hội, thành ra không có lo tốn tiền, không có lo đem gạo đem thóc gì theo hết. Chú con mời đi tham quan truyền giáo, ai có lòng muốn học biết về phương thức truyền giáo xin mời xuống chúng con chơi. Chúng con nói tiếp là thành ra cái nguyên tắc thứ hai Chúa Giêsu sử dụng đó, là Chúa Giêsu sử dụng những người lương dân hoặc là những người dự tòng ha làm cán bộ truyền giáo. Đây là cái nét đặc biệt, chứ không phải chỉ là giáo dân chúng ta thôi. Còn chúng ta là dĩ nhiên rồi, chúng ta là giáo dân, chúng ta là tu sĩ, chúng ta là chúng sinh, chúng ta là một cán bộ của giáo hội, thì chúng ta cần phải làm việc cực lực hơn và nhiều hơn nữa. Nếu mỗi người lương dân dẫn một người lương dân ra, ra nhà thờ, ra nhà Chúa, thì mỗi người cán bộ chúng ta phải dẫn 10 người, dẫn 100 người ra. Được không ha? Thưa được thôi. Sau khi nói chuyện xong bữa nay về, với sức mạnh Chúa Thần, với ơn Đức Cha ban phép lành, chúng ta về làm được liền. Ha, anh chị em yên tâm. Và điều kế tiếp chúng ta ghi nhận thế này là những người tới với Chúa Giêsu á, trong cái buổi đó mọi người đều được Chúa Giêsu tiếp đón. Chúa Giêsu tiếp đón nằm niềm nở và mỗi người một cách. Với các tông đồ đầu tiên Andre và Gioan thì Chúa nói là hãy đến mà xem. Với Philippe Chúa nói là hãy theo ta. Với ông Phêrô thì Chúa đổi tên. Còn với Nathanael thì Chúa nói rằng anh đi theo tôi đi, anh sẽ thấy những cái điều lạ lùng hơn là tôi thấy anh ở dưới gốc cây vả. Chúa Giêsu đón tiếp mỗi người một cách, nhưng mà ai lại gặp gỡ Chúa Giêsu đều được đón tiếp niềm nở. Đây là một điều quan trọng trong những bước đi theo Chúa, hoặc là những bước là chúng ta dẫn Chúa tới với anh em. Ta sẽ nói là 4 bước để chúng ta giới thiệu Chúa với người khác. Chúng ta sẽ nói cái phần khác này. 4 bước đưa anh em tới với Chúa. Đây là những cái kinh nghiệm chúng con rút ra sau thời gian dài lượng dần. Con sẽ nói sao cái này này. Bây giờ chúng con xin nói thêm một cái nguyên tắc khác nữa, là Chúa Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng á, chúng ta thấy rõ ràng là ông Thánh Marco và cả Thánh Matthew luôn, đều Thánh Luca cũng nhắc tới cái ngày đầu tiên của Chúa Giêsu là chữa lành bệnh tật cho bà nhạc gia Phêrô. Rồi sau đó Chúa Giêsu về nhà ông ta đó, người ta nghe nói Chúa Giêsu chữa lành bà nhạc gia xong, người ta đem rất nhiều bệnh nhân tới đầy nhà đầy cửa, và Chúa Giêsu chữa tới suốt đêm, sáng sang ngày thức sớm cầu nguyện, nhà ngài đã ra đi. Thành ra Chúa Giêsu xuất hiện đầu tiên là một vị chữa lành bệnh tật, rồi xua trừ ma quỷ, an ủi tâm hồn, chứ không phải ngài xuất hiện như một mục tử. Chúng ta thường giới thiệu với lương dân, với anh em mình là Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Cái khái niệm đó, cái hình ảnh đó rất đẹp, nhưng mà thật là xa vời đối với người lương dân, nhất là người lương dân Việt Nam chúng ta. Mà đọc kỹ trong phúc âm á, thì Chúa Giêsu không có làm việc đó trước. Chúa Giêsu không có là mục tử trước, mà trước tiên Chúa Giêsu là người chữa bệnh. Nói nôm na Chúa Giêsu là thầy thuốc, hay dùng từ ngữ cao hơn, Chúa Giêsu là lương y. Chúa Giêsu là lương y.
Và sau khi là lưỡng ý xong, mọi người đều theo Chúa hết. Tất cả những người bệnh, người đó không bệnh thì cha nó bệnh, mẹ nó bệnh, anh em nó bệnh, ai cũng tìm tới Chúa Giêsu để xin chữa bệnh. Vì thế người ta tới càng ngày càng nhiều hơn. Xin lỗi Đức Cha với anh chị em, cha Trần Đình Long á, con không biết Ngài sao, nhưng mà con hiểu được một phần à, Ngài được ơn chữa bệnh. Thánh Phaolô nói rằng có những người được ơn nói tiên tri, người được ơn khôn ngoan, người được ơn hiểu biết, người được ơn chữa bệnh, người được ơn giảng dạy, người được ơn nói tiếng lạ. Con nghĩ rằng cha Trần Long được cái ơn đó. Thành ra người ta tuôn tới, người ta đi tìm cha để được chữa lành. Còn vấn đề cha làm việc thế nào con không nói, nhưng con nói là đó là cái đặc ơn. Và đó là một hình ảnh Chúa Giêsu trước đây, người ta theo Chúa là vậy. Và khi người ta theo Chúa đâu gì đó, thì Chúa Giêsu mới làm một cái việc khác quan trọng nữa, là giảng dạy chân lý nước trời. Chúa Giêsu nói về mầu nhiệm nước trời thế này thế khác, dùng những hình ảnh đơn sơ. Và lúc đó Chúa Giêsu xuất hiện như một thầy dạy, thầy dạy chân lý nước trời, nên gọi Chúa Giêsu là một vị linh sư. Chúa Giêsu là linh sư, trước tiên là Chúa Giêsu là lương y, kế tiếp Chúa Giêsu là một vị linh sư, rồi sau đó Chúa Giêsu mới là một người. Ai đi theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy xong, Chúa mới cho ăn, Chúa mới lo lắng phần xác. Thành ra Chúa Giêsu xuất hiện như một vị mục tử nhân lành. Đây rõ ràng là những kinh nghiệm này chúng con đọc trong Phúc Âm, không phải tự nhiên Ngài có suy nghiệm ra, nhưng mà làm việc lâu năm lâu ngày mới thấy được điều này. Thí dụ như là mỗi ngày chúng con thấy càng ngày á, lương dân ra nhiều hơn, mà không phải giáo dân dẫn ra. Lễ truyền giáo năm 2016-2017, chúng con nói với bà con giáo dân với lương dân á, anh chị em mời lương dân tới nhà thờ để mình tổ chức một cái lễ suy tôn bà tổ tiên vào ngày 2 tháng 11. Giáo dân chúng con á, nguyên họ đạo á, mời được một người thôi, một người lương đi lại thôi. Trong khi đó lương dân chúng con lúc đó khoảng chừng 200-250, họ mời được 80 người, họ gấp 80 lần mà lương dân. Và ngày hôm nay tất cả lương dân chúng con mỗi ngày tăng lên đó, là không phải giáo dân làm việc truyền giáo, có cha sở, một vài giáo lý viên và vài hội đồng giáo xứ làm việc thôi, nhưng mà tất cả những người ra đó đều là người lương dân dẫn người lương dân. Chúng ta sẽ có phân tích và dẫn bằng cách nào. Thưa, chúng ta áp dụng phương thức này một cặp một đây. Và lương dân ra đó, chúng con giới thiệu Chúa Giêsu là lương y. Chúa Giêsu là lương y. Đây là ba cái nét nổi bật nhất trong cái việc mà chúng con làm. Rồi sau đó chúng ta đọc ở trong Phúc Âm á, Chúa Giêsu á mới sai từng hai người một đi đâu? Thưa, đi thăm viếng, thăm viếng trước khi Chúa Giêsu tới. Thành ra cái nhiệm vụ thăm viếng là cái bước đầu tiên để đưa tới truyền giáo. Thăm viếng, hai người một đi vào các làng mạc Chúa Giêsu sắp tới. Và tới đó đó họ làm gì? Chúc bình an cho anh em. Rồi làm gì nữa? Ở trong nhà đó. Rồi làm gì nữa? Giảng dạy rằng nước trời sắp đến. Thành ra rõ ràng là những người đó Chúa Giêsu sai đi đó, không phải để làm cái gì khác hơn, là đi thăm viếng thôi. Và khi thăm viếng xong á, là mũi dù đó xong, Chúa Giêsu tới để loan báo tin mừng nước trời. Do đó nhiệm vụ của người giáo dân, của những người lương dân, họ làm nhiệm vụ là thăm viếng và đưa anh em tới với Chúa. Bây giờ sau khi nói một số nguyên tắc chính yếu là chúng con gặp được đây, chúng con sẽ nói từng điểm, nhờ những điểm quan trọng. Con có để đồng hồ đây trước 10 phút thì sẽ reo, để nhắc con còn 10 phút nữa, 5 phút mà reo. Rồi nếu mà sau giờ hết 5 phút tới giờ mà con có trễ nơi, Đức Cha cho con thêm 5 phút nữa. Mình phải ăn gian Đức Cha chút đỉnh mới được. Vậy là xong rồi đó, con nói hết rồi, hết cái nội dung bữa nay rồi, sẽ khai thác từng điểm. Bây giờ thứ nhất, phương thức một cặp một là cái gì? Thí dụ Trung thu vừa rồi, con nói với dân á, anh chị em có được ăn bánh Trung thu không? Nói được ha, rất là mong ăn bánh Trung thu. Mà thật sự họ nghèo lắm, thành ra họ thích ăn bánh Trung thu lắm. Bây giờ ai á mà đi lễ Trung thu sắp tới đây thì sẽ được một cái bánh Trung thu với quà, dĩ nhiên rồi. Mà ai dẫn một người lương ra nữa ha, thì sẽ được hai cái, và người lương được cái là ba cái. Tức là người nào dẫn người lương ra thì bữa đó người lương được cái phiếu, cũng được bánh Trung thu luôn. Rồi cái người giáo dân của con đó, chúng con giữ tên tuổi lại, là qua cái tuần sau đó là phát thêm cái nữa cho người giáo dân, ra là ba cái. Do đó nếu bình thường phát con cái bánh Trung thu thôi, khi mà có phương thức một cặp một thì phát ba cái. Thành ra người này dẫn người kia ra,
Thế là tự nhiên trung thu vừa rồi chúng con là quy tụ được hơn 100 người lương dân tới với chúng con tham dự. Trước đó một đoạn, chừng khoảng 2-3 tuần chúng con tổ chức một bữa khám bệnh. Chúng con nó có đoàn bác sĩ khám bệnh ở Sài Gòn xuống là có 500 người khám cho 500 bệnh nhân. Mà hiện giờ anh chị em có 350 người thôi. Giờ anh chị em mỗi người dẫn một người bệnh nhân ra để cho họ uống thuốc nữa. Thì nghe tôi sẽ thưởng cho anh chị em cái việc dẫn người khác ra. Và phần thưởng của đoàn tôi sẽ chừa cho anh chị em. Và sau đó chúng con được 140 người lương dân đi ra khám bệnh. Dĩ nhiên những lần họ ra đó đâu phải ra người khám bệnh lãnh quà thôi đâu. Họ ra đó để có dịp mình trình bày về Chúa Giêsu, về hoạt động của giáo hội, về những tiện ích của họ. Đó là phương thức một cặp một. Chúng con có thói quen ở dưới đó là mỗi dịp tháng 3 là giỗ cha dịp á, thì chúng con tổ chức những đi hành hương. Thì việc đó bình thường thôi. Nhưng mà chúng con nói là ai đi hành hương á, thì đóng tiền xe, tôi sẽ bao xe thường cho thôi, 100 ngàn ha. Nhưng mà ai không có tiền á, thì tôi chỉ cách đi hành hương rất là dễ. Đi kiếm một người lương ha. Mấy ông thực sự mấy ông cũng là lương dân thôi. Dẫn một người lương khác ra, ra đây hai người đi miễn phí. Thế là tự nhiên chúng con á, mỗi tổ chức một xe 30 người thì có 15 người cộng 15 người lương đã sinh hoạt với giáo sư giáo điểm và 15 người lương chưa tới lần nào. Mà ai không dẫn người lương lên thì lấy 100 ngàn. Ai dẫn người lương lên thì khỏi lấy tiền. Thế là tự nhiên mỗi một dịp gì đó chúng con có thêm một số người lương đi. Dĩ nhiên không phải là tự nhiên lên ăn của cha công dễ đâu, rất là vất vả. Ngày thứ tư đi viếng cha dịp thì thứ ba đó mọi người lên lãnh vé. Sáng thứ ba tôi phát vé xe, thành ra họ dẫn lên. Rồi nguyên buổi sáng thứ ba chúng con cho ăn sáng thôi. Rồi chúng con sẽ dành một giờ nói về cha dịp là ai, linh mục là gì, tại sao gọi là tử đạo và tử đạo y giống ai, rồi á tại sao gọi là hành hương, tại sao là khấn hứa, rồi xuống dưới được ơn gì. Đó là cái tiết thứ nhất giới thiệu về đạo qua cha dịp, giới thiệu về Chúa Giêsu. Sau cùng giới thiệu cái mẫu người đặc biệt nhất giống cha dịp nhất, gương mẫu cha dịp là Chúa Giêsu, và giải thích là phân biệt một đàn á đạo Công giáo Chúa Giêsu như thế nào, khẳng khiu ốm o gầy mòn đáng thương vậy. Còn bên kia ông Phật rất là tròn trịa, vui vẻ, tươi cười. Nhưng mà Chúa Giêsu thì là người nhập thế đến với những người đau khổ tội lỗi. Còn ông Phật lại là người xuất thế. Ông bỏ cung điện, ông vào trong chùa, ông vào trong rừng, ông tu. Mình ơn ông để tìm an nhiên tự tại. Đó là đường hướng xuất thế. Thành ra các thầy chùa thì đi vô rừng tu, ở những nơi thâm công, những thâm sâu, ngõ cốc ở trong đó, yên ắng. Còn các linh mục, nhà thờ thì lúc nào cũng ở chợ đời. Vì thế người lương tự nhiên họ hiểu liền về đạo Công giáo có nét đặc biệt. Thành ra chúng con có dịp để giới thiệu với họ vậy. Rồi giờ thứ hai chúng con lại nói về vấn đề cái việc khấn hứa như thế nào. Rồi giờ thứ ba nói về những một chuyến đi làm sao để vui vẻ, bình an. Chúng con không có nhiều giờ nên chúng con tạm nói xóa ngay thôi. Hôm nào Đức Cha kêu ra nói nữa ha. Chúng con giờ qua vấn đề khác. Phương thức một cộng một rất là nhiều. Chúng con sẽ trình bày thêm sau nha. Giới thiệu thôi. Còn lương dân, mời lương dân thì chuyện đó dễ thôi. Chúng con lúc nào cũng vậy trơn. Đầu tiên thì chúng con cái khuyến khích thôi. Ai mà mời được một người lương á thì là khen thưởng thôi. Sau này chúng con lúc nào cũng thưởng. Và chúng con mỗi một tháng nó có nghi thức là nghi thức đón tiếp anh chị em mới tới giáo điểm. Tức là trong tháng đó họ tới đăng ký rồi. Tới chừng một tháng xong đó chúng con mới làm thẻ đeo. Những người đầu tiên đăng ký là viết tên giống như Đức Cha viết cho quý vị đây. Một tháng sau chúng con in thẻ đàng hoàng đeo vô. Và cái ngày phát thẻ đó, ai dẫn người lương thì lên lấy cái thẻ đó trao cho cái người mình dẫn. Rồi mỗi cộng đoàn vỗ tay hoan nghênh. Dĩ nhiên họ được chế độ thưởng riêng, nhưng mà họ là người giới thiệu ha. Rồi sau này chúng con rửa tội đó. Trước đây là rửa tội cho lương dân nhờ những người giáo dân lâu năm đỡ đầu. Không, sau này chúng con cho người lương dân đã đi theo đạo đỡ đầu cho người lương dân. Thành ra người lương dân này dẫn người lương dân kia, cứ như vậy tăng lên. Do đó chúng ta áp dụng chính sách là người lương dân dẫn người lương dân ra, tuyệt vời. Chúng con nói lại là làm linh mục một đời. Một đời không thể đi mời được 100 người lương đi lễ hàng tuần đều đặn như một người giáo dân. Vậy mà chúng con mời được 350 người, nhưng thực tế con đâu có mời đâu. Tất cả đều là anh em lương dân mời nhau mà ra thôi. Mỗi ngày số lượng tăng lên. Dĩ nhiên có những người tới một thời gian họ bỏ đi, những người tới ở luôn tùy nghi, tùy hoàn cảnh của họ. Bây giờ nét thứ hai về vấn đề lương dân này chúng con sẽ nói sao thêm nữa. Về vấn đề Chúa Giêsu là lương y, chúng con có một tủ thuốc truyền giáo. Ở đây có giáo xứ nào có tủ thuốc không, ai giơ tay ha.
Đổ thuốc cho người nghèo, giơ tay cao lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bỏ tay xuống. Đó là những tủ thuốc, gọi là tủ thuốc từ thiện. Con nói rõ là tủ thuốc từ thiện khác tủ thuốc truyền giáo. Chúng ta cần xác quyết một cái khái niệm rất quan trọng. Giáo dân ngày hôm nay đi làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà làm truyền giáo thì rất ít. Làm bác ái thì ít hơn, xin lỗi, làm bác ái thì ít, rất ít hơn là từ thiện. Mà làm việc truyền giáo thì càng ít hơn nữa. Từ thiện là gì? Thưa, từ thiện là lấy của giúp đỡ một người nghèo. Và động lực là con tim nhân ái, là tâm hồn của một người thương một người. Có đúng không nè? Và khi cho thì tôi có cái gì tôi cho người đó, có gì cho đó. Tôi có gạo tôi cho gạo, có mì tôi cho mì. Tôi muốn cho gì tôi cho, tùy cái điều tôi có hoặc là tôi muốn. Khi cho tôi nhìn cái mặt, tôi thấy mặt này tôi thước cho, thương thì tôi cho, còn không thương thì tôi không cho. Thành ra lựa mặt mà cho. Thậm chí nhiều người, nhiều đoàn nói là ôi tôi ghét ông cha công lắm, tôi không cho, tôi đi chỗ khác tôi cho. Đó không phải là việc bác ái, mà nó là như từ thiện. Thành ra thương cha này thì cho, mà không thương cha này đi cha khác cho. Thậm chí tôi biết á, giáo dân ở trong hòa đạo đó, nhiều khi không cho cha sở, không xin lễ cha sở, đi qua cha bên kia, cha hàng xóm xin lễ đó, kỳ gì đó. Thành ra đó là việc từ thiện, đúng không à? Sao mà cười nhiều đấy? Sao mà cười nhiều thế? Đức cha trúng tim đen đấy cha, trúng tim đen với bà cười. Thành ra đó là việc từ thiện. Và khi làm việc từ thiện, người ta có thể đánh bóng tên tuổi, người ta thấy quay phim chụp hình, người ta đưa lên Facebook, đưa lên hình ảnh cho người ta thấy đây là việc từ thiện của chúng tôi. Bây giờ ai đang làm việc từ thiện giơ tay coi. Hết thêm giờ rồi nha, nói thêm chút nữa hết giờ luôn. Còn việc bác ái thì khác. Bác ái là làm bằng cái gì? Thưa, làm bằng con tim của Chúa Kitô. Tôi thương anh, tôi làm việc từ thiện này là vì Chúa Kitô mà tôi làm. Và khi làm với Chúa Giêsu á thì nó khác. Chúa Giêsu nói sao? Tay phải không biết việc tay trái làm. Thành ra làm việc bác ái không có khoe khoang, không có báo cáo, không quay phim. Và Chúa Giêsu dạy sao? Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, chứ không phải là cho kẻ khát ăn, cho kẻ đói uống. Tức là chúng ta phải cho người ta. Trong việc bái là phải nghiên cứu nhu cầu người ta, cho họ đúng nhu cầu, họ cần cái gì cho cái đó, chứ không phải cho cái điều tôi có. Tôi có của nhưng mà họ không cần, tôi không cho được, vì lý do không cần cái này. Nhưng mà ngược lại, họ không có cái này, họ cần cái này, cần kia, tôi phải đi kiếm cho ra cái đó tôi cho. Đó mới là việc bác ái và là phục vụ con người. Chúng ta thường yên tâm lắm, chúng ta đem mì gói, đem gạo lại cho phủ phê. Xin lỗi, đoàn nào cũng lại cho gạo trơn. Thành ra mấy nhà nghèo đó, nó ngồi rình rình lại đó, lấy gạo xong đó, chở xem ra về. Cho nhiều quá chở đâu nổi, cho mấy bà già 10kg ôm đâu có nổi. Thậm chí mấy bà này, mấy cô này, mấy sơ này ôm 10kg mà đi dạ 3 cây số đi không nổi đâu ha. Thành ra giờ phải kêu xe Honda ôm lại chở về, rầm 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 rầm, thật là xấu hổ ha. Rồi nhiều quá làm sao giờ, đem bán lấy tiền. Rốt cuộc chúng ta nuôi những người ỷ lại, những người rình mò, những người muốn làm người nghèo. Con sẽ nói chỗ này, họ muốn làm người nghèo chỗ nào? Ý tới giờ rồi hả? Chưa. Rồi bây giờ con xin nói tiếp là việc bác ái đó còn có điều này nè. Khi làm việc bác ái đó, đối tượng là những người đang cần chúng ta, mặc dù họ có dễ thương hay không. Thậm chí Chúa Giêsu nói sao? Làm ơn cho kẻ thù nè. Thành ra mình ghét nó lắm, nhưng mà thấy nó đáng thương tội nghiệp. Tôi không có thích ông cha công, nhưng mà hoàn cảnh ông khó khăn ha, tôi phải tiếp ổng nhiều hơn là ông cha tôi thích. Cái thằng này tao không thương nó, nhưng mà nó cần, thành ra tao giúp cho nó, chứ không giúp cho mày. Vì do mày dễ thương quá, nhưng mà mặc dù mày vậy nhưng mà mày không cần bằng nó. Thành ra lòng bác ái nó khác, khác lắm. Và khi chúng ta làm việc bác ái đó, chúng ta phải làm sao cho người ta được gần Chúa hơn, chứ không phải xa Chúa. Do đó bất cứ việc bác ái nào, chúng ta phải làm sao đưa Chúa tới gần tới họ, hoặc là đưa họ gần Chúa. Việc bác ái đó gọi là việc bác ái truyền giáo. Chúng con đang cử tủ thuốc truyền giáo. Tủ thuốc truyền giáo là gì? Thưa, cũng là tủ thuốc từ thiện thôi. Nhưng mà ở nhà chúng con đó, ai uống thuốc á, ăn thuốc á, thì nghĩa là sáng ngày vô nhà thờ đi lễ, chứ không phải tự nhiên lại uống thuốc liền. Có mấy ông lại cho con thuốc rồi đăng ký thuốc rồi không. Ai muốn thuốc thì vô nhà thờ cầu nguyện đã. Thành ra trong thánh lễ nào vậy, sáng nào chúng con cầu nguyện lại Chúa Giêsu là lương y quyền năng, xin cứu chữa hồng xác con, xin cứu chữa những anh em bệnh tật hôm nay uống thuốc, xin Chúa an ủi những người đau buồn phiền muộn tới với Chúa hôm nay. Lúc nào trong những thánh lễ lương dân chúng con cầu nguyện được hết.
và kết thúc thánh lễ, thay vì đọc là chúng con trong cây đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, thì chúng con luôn luôn sướng là lạy Chúa Giêsu là lương y quyền năng, tất cả là xin cứu chữa hồn xác con, Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, cầu cho chúng con Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Những câu đó, và kết thúc bằng chúng con cây vì danh Chúa nhân từ. Cái câu đó rất là đơn giản nhưng mà rất là cần. Người lương đâu biết đâu, họ học có đơn chi vậy, cầu cho ông bà tổ tiên. Anh thấy chưa, lúc nào đọc kinh kết thúc chúng tôi cũng cầu cho ông bà tổ tiên hết, chứ không phải ngừng giáo bỏ đạo đâu, bỏ cha mẹ đâu. Những điều đó rất là đơn giản nhưng mà rất là sâu. Chúng con sẽ nói tiếp. Họ cầu nguyện một lần trong thánh lễ, rồi sau đó họ vào trong cái lớp, lớp mà đến mới uống thuốc á, là lớp gọi là lớp đến mà xem. Chúng con có 10 lớp giáo lý là đến mà xem. Rồi một thời gian 6-7 tháng, năm nữa học số kinh nguyện, nhắc nhở điều và điều lên cái lớp cấp tiếp là muốn làm quen. Đến mà xem rồi muốn làm quen, lên cấp nữa. Rồi học kinh kệ thời gian nó lên lớp ra là lớp khai tâm. Gần thời gian nữa lên lớp ra là lớp dự tòng. Chúng con rửa tội là khoảng 3 năm trở lên mới rửa tội luôn, chứ không phải học 1-2 bữa đâu, 3 năm. Thực tế 3 năm khoảng 150 buổi đi ngày Chủ nhật thôi. 150 buổi chữ dưới ốc, chữ rớt, chữ lên nữa, chữ còn xuống còn khoảng chừng 70 buổi, 80 buổi. Rồi mấy bữa lễ lạc, ăn uống, chơi, giỡn, thế là còn chừng 5-70 buổi thôi. Thì học giáo lý có 5-70 buổi thôi, rửa tội là ít lắm. Chết rồi, tới giờ rồi, còn 10 phút nữa. Chúng con sẽ nói tiếp luôn. Vô lớp đó thì cô sẽ dạy họ thuộc cái câu đầu tiên là lạy Chúa Giêsu là lương y quyền năng xin của trường xác con. Luôn luôn như vậy. Và câu đó chúng con nói là anh chị phải thuộc suốt đời. Anh chị còn ở đây hay là không đi nữa thì vẫn phải thuộc. Một ngày nào đó chắc chắn chúng ta sẽ không còn cha, không còn mẹ, không còn vợ, không còn con, không còn tiền, không còn bác sĩ, không còn sức khỏe, và chúng ta đang ngáp ngáp chết, thì ráng nhớ giùm tôi đọc cái câu đó: lạy Chúa Giêsu là lương y quyền năng xin cứu chữa hồn xác con. Tin tưởng kêu xin Chúa, Chúa sẽ ban cho anh chị sự sống đời đời. Vậy thì chúng ta có tin rằng những người đó vào phút cuối kêu Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chữa không? Họ được rỗi linh hồn không? Con không dám nói 100% nhưng mà chắc ăn là họ kêu xin Chúa được. Vì thế những người lương dân tới với chúng con đó, dù ở dấu điểm hay không, họ vẫn thuộc cái câu đó và được nhắc nhở luôn luôn vậy. Đó là hai lần cầu nguyện. Rồi sau khi ra uống thuốc, ngồi ngay cái tô thuốc con đó, ngay quầy thuốc có cái câu đó sẵn luôn: lạy Chúa Giêsu là lương y quyền năng. Trên tờ giấy khám bệnh cũng để là lạy Chúa Giêsu lương y quyền năng. Lúc nào cũng vậy. Và dặn họ mỗi khi uống thuốc phải đọc câu đó. Vì thế họ có lòng tin vào Chúa rồi thì Chúa tiếp tục chữa họ như ngày xưa thôi, chứ không phải ngày hôm nay đâu. Chúng con nói thuốc tôi là thuốc xí nghiệp, thuốc đi mua, thuốc rẻ thôi. Và tôi cho Chúa mượn thuốc để chữa anh chị em, và cho anh chị em mượn thuốc để uống gặp Chúa. Vì thế tất cả những người đi uống thuốc đó, một tuần lễ cho chừng khoảng 30.000 thôi, mà họ đã cầu nguyện ít là mấy lần rồi? 3 lần. Một gói thuốc 30.000, họ cầu nguyện 3 lần rồi, thành ra họ cầu nguyện một lần mấy ngàn? Có 10.000 đồng bạc thôi là mướn họ cầu nguyện một lần rồi. Con xin lỗi nha, các cha đóng một giếng nước 5 triệu, họ chỉ cảm ơn các cha thôi, cùng lắm nhà nước cho giấy khen thôi, chứ cầu nguyện được lần nào. Thậm chí các cha cất nhà 30 triệu, họ không cảm ơn, hoan nghênh các cha vỗ tay thôi, con ghi ơn cha thôi, chưa có dạy họ cầu nguyện được lần nào. Chúng con chỉ 30.000 thôi, đã cầu nguyện được 3 lần. Chỉ là lời ha, cũng nhẹ nhàng ha. Đó là tổ thuốc truyền giáo. Con xin cảm ơn, dạ. Đó là tổ thuốc truyền giáo, thành đã thuốc đó để Chúa Giêsu tới với họ và họ gặp gỡ Chúa Giêsu. Và có một điều rất là quan trọng là chúng con khám phá ra khi người ta được chữa lành rồi đó, người ta ở lại với Chúa, người ta đi học đạo, người ta được cảm hóa ngay. Rõ ràng chúng ta đau bệnh gì đó mà có ông nào bà nào lỡ chữa mình cái bệnh đó, hoặc chữa cho bố mình, cho mẹ mình bệnh đó, là tự nhiên mình nhớ người đó, mình thương người đó, mình nghe người đó nói liền. Đó là tâm lý tự nhiên, chúng con nghiệm thấy rõ ràng vậy. Và hầu như những người ở lại giáo điểm chúng con đó, họ tới nhiều lắm. Bây giờ chúng con có 350 người, nhưng mà số người vô giáo điểm chúng con đi tới lui đó là khoảng trên 1.000, 1.500 người đó. Và những người ở lại hỏi lý do gì, họ nói con hết bệnh rồi, con ở lại đây cho Chúa độ con, Chúa độ con. Vì thế họ cảm nhận được tình thương của Chúa ở đó. Chúa Giêsu xuất hiện như một lương y, không phải ngày xưa mà ngày nay Chúa Giêsu vẫn là vậy, vẫn là vậy. Thành ra chúng con đề nghị tất cả những ai làm việc truyền giáo phải có một món thuốc nào đó. Không cần mở tủ thuốc, nhưng một món nào thôi. Cô thí dụ, một bà sơ chuyên môn vuốt xương. Vuốt xương sao vuốt được? Mắt xương mà vuốt hết là lý do gì vậy? Cái gì vậy? Nó lớn lên mới sao mắc cỡ hả? Đẻ ngược thôi ha. Cũng là một món thuốc thôi. Nhưng mà ai mà bị mắt xương lên đây, sơ con mắt xương, sơ vuốt giùm con. Được rồi, vô đây. Con vô đây.
con hướng về Chúa Giêsu đi. Chúa là thầy thuốc, Chúa sẽ nhờ sơ giúp cho con xin Chúa chữa lành con đi. Một lần cầu nguyện. Thấy không? Rồi sơ giúp, giúp, hết cho con, hết rồi. Rồi con lại cảm ơn Chúa đi. Hai lần cầu nguyện. Rồi con về con xin soạn vô đạo luôn đi. Lời không sao. Đấy, thuốc đấy. Đó gọi là bác ái truyền giáo. Chứ không phải bác ái nhân không. Hồi nãy là chỉ vuốt sơ sơ đi về thôi, miễn phí, là từ thiện. Còn cái này là chúng ta đưa cái việc từ thiện chúng ta, việc bác ái chúng ta, đưa người ta tới gần Chúa và đưa Chúa tới người ta. Tụi thuốc con chưa hết nha, tụi thuốc con chưa hết. Còn chuyện nữa, chúng con nói rằng ai uống thuốc mà không hết bệnh á thì bỏ. Ai uống thuốc hết bệnh phải trả tiền. Mà ngộ lắm, Chúa lâu lâu Chúa chữa một người bệnh là cả xóm đều biết thằng đó bệnh. Bệnh quá trời bệnh, tự nhiên uống thuốc aspirin gì đó vô là hết bệnh. Chúng con không có bác sĩ, chỉ có ông y tá thôi. Mà ông ta là y tá đi hưu thôi. Ông là chủ tịch hội đồng sứ. Rồi mấy cô hụ hợi lại phát thuốc thôi. Mà ngộ lắm, ba năm nay không nào chết hết trơn. quậy ghi thì bậy bạ là trốn thuốc thôi ha. Mà mỗi chủ nhật chúng con mất còn ăn 1.500.000, 1.500.000 tới 2.000.000. Hôm qua mới trả cái tọa thuốc 3.000.000 cho 2 tuần. Tuần nào cũng vậy ha, họ uống thuốc vậy. Thành ra mỗi chủ nhật chúng con có chừng khoảng 50-60 người uống thuốc vậy. Mà chỉ có khai bệnh rồi ghi toa uống đỡ thôi. Còn 5 phút nữa là hết giờ. Ai mà uống thuốc hết bệnh á phải trả tiền. Và tiền quy định là 30.000. Ai nghèo lắm á thì trả 20.000. Phải trả vì lý do công bằng. Do công bằng phải trả tiền đó cho tôi. Tôi đòi chứ tôi không cho không. 20.000 đó có thể trả một lần, hoặc trả 2 lần, hoặc trả 3 lần, hoặc nghèo quá thì trả 4 lần. 4 lần mỗi lần mấy ngàn ha, 5.000 đúng rồi. Nhưng mà không cần đem tiền lên nhà thờ. Đừng đưa tiền cho ông cha. Cứ kiếm đứa nào nghèo hơn, đưa cho nó. Nói tao giúp mày nè, hoặc nhà thờ cho mày nè. Cho mày 5.000, đủ 20.000 là quề. Đủ 30.000 là đủ. Như vậy thì chúng con xài tiền được mấy lần rồi? 2 lần. Một lần uống thuốc, 1 lần là bác ái. Chưa hết nữa. Đứa nào mà không có tiền nữa thì tao chỉ cho cách để mà chữa bệnh ha, để mà quề tiền. Đứa nào hết bệnh mà không có tiền trả thì ta chỉ cho cách đây. Anh chị em về rình coi đứa nào bệnh, mày lên đây, tao dẫn mày lên nhà thờ. Uống thuốc hay lắm, không tốn tiền, hết bệnh liền. Đó là truyền giáo. Cái người hết bệnh nó tự nhiên rủ này lên. Để kiếm người bệnh dẫn lên thì thế nào không dẫn thôi. Thành ra lâu lâu chúng con á, mỗi chủ nhật có 2-3 người mới, 2-3 người mới. Hỏi đâu vậy? Đi uống thuốc. Hỏi ai vậy? Kia nó dẫn con lên uống thuốc. Đi vô đây. Thế là chúng con lại có thêm những người lương dân tới với Chúa Giêsu là lương y quyền năng. Do đó, đó là chính sách một cặp một. Và cái người lãnh tiền xong đó, họ được ơn rồi. Họ lại là cái người loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho người kế tiếp. Và đó là chia sẻ kinh nghiệm bản thân rất là tuyệt vời. Khi họ nói với cái người bệnh kia nói, tao uống thuốc nhà thờ hết bệnh, tao cầu nguyện Chúa cho, lên đến uống, khỏi tốn tiền. Ha, còn mày hả, muốn là không có tiền trả thì mày đi kiếm thằng khác dẫn lên. Cứ như vậy, người này dẫn người kia lên. Vậy là tủ thuốc mình năm tới thành tủ thuốc truyền giáo hết ha. Dễ không? Dễ ha. Đức cha cho tiền lập tủ thuốc truyền giáo ra. Mỗi giáo xứ đều phải có hết. Nếu mà mỗi giáo xứ đều có tiền tủ thuốc truyền giáo hết thì rất là hay quý vị anh chị em. Tiền ở đâu mà ra? Dễ lắm. Con xin nói nè, mỗi người giáo dân mỗi ngày đóng 1.000 thôi thì một năm mỗi người trung bình là 300.000. Bây giờ nghèo lắm á, mỗi năm mỗi người đóng 200.000 thôi, cộng là 1.000 người giáo dân. Quý vị biết bao nhiêu tiền không? 200 triệu đấy. 200.000 nhân cho 1.000 là 200 triệu đó. 200 triệu một tủ thuốc của giáo xứ, biết bao nhiêu tiền giúp người nghèo và biết bao nhiêu người lương dân. Ước gì mỗi giáo xứ chúng ta đều có tủ thuốc Chúa Giêsu là lương y, và tất cả lương dân đều tới hết, và họ được uống thuốc và họ được cầu nguyện gì thì tuyệt vời. Chỉ cần một người giáo dân ngồi đó thôi, ghi đại mẹ nó cho uống gì cũng được, cầu nguyện là được rồi. Ha, chúng ta thấy không, ở tỉnh lỵ nào cũng có phòng thuốc nam. Phòng thuốc nam, phòng gì đó gọi là gì hả? Thuốc đông y mà thuốc nam đó, thuốc nam từ thiện đó, tỉnh nào cũng có. Vậy tại sao mỗi nhà thờ không có một tủ thuốc truyền giáo như vậy? Dễ quá mà. Tại sao mỗi cộng đoàn các sơ không bỏ một ít tiền để làm tủ thuốc truyền giáo? Bà con lương dân tới đây uống thuốc, vô cầu nguyện. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu ngày xưa là phép lạ thế nào thì ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn là phép lạ như vậy. Bằng chứng rõ ràng,
Sáng nay Đức Cha làm lễ phải không? Cha Thụy làm lễ phải không? Đức Cha với Cha Thụy làm lễ là gì? Thưa là đang cử hành lại việc của Chúa Giêsu làm và phát sinh hiệu quả như Chúa Giêsu đã làm ngày xưa. Chúa Giêsu lấy bánh lấy thịt mình cho người ta ăn. Bí tích là gì? Thưa bí tích là việc Chúa Giêsu tiếp tục thi ân giáng phúc mà không phải trực tiếp mà qua trung gian của giáo hội, qua các thừa tác viên làm cái việc đó và ý như vậy cái hiệu quả. Thành ra chúng ta phải tin rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn làm việc, vẫn chữa bệnh, vẫn an ủi người ta qua miệng, qua cái hành vi của chúng ta, qua ý thức của chúng ta. Đó là nguyên lý truyền giáo. Nghĩ ha Đức Cha ha. Thôi nói chút đây nè, nói chút nè. Chúa Giêsu là linh sư. Linh sư là dạy quyền năng. Chúng con sẽ nói về vấn đề dạy yếu lý. Dạy yếu lý về lương dân chúng con sẽ nói một phần. Con mở ngoặc đơn đây để khi nào có giờ nói. Một trong những kinh nguyện giáo lý quan trọng khi dạy lương dân á, đừng có dạy giáo lý nhiều. Cái điều quan trọng nhất là dạy kinh. Chúng ta nhớ là xem tất cả chúng ta hồi nhỏ tới lớn chúng ta học giáo lý đó, tới bây giờ đó, chúng ta đâu có nhớ câu nào đâu. Phải không sơ? Mà chỉ có mỗi nhớ kinh thôi. Và giáo hội có luật nè, luật cầu nguyện là luật đức tin, lex orandi, tin sao cầu vậy, cầu sao thì tin vậy. Thành ra tất cả giáo lý chúng ta lấy kinh ra, chúng ta giải thích ra, họ nhớ cái giáo lý đó qua lời kinh, họ đọc kinh, họ nhớ giáo lý. Và kinh là công thức để mọi người cùng cầu nguyện chung. Do đó giáo điểm chúng con chú trọng nhiều hơn cả kinh. Và mỗi kinh sẽ cho học đi học lại nhiều lần và giải thích như vậy. Căn cứ đó. Và lúc nào giảng dạy, khi nào quy hướng cái bài phúc âm về, hỏi cái kinh này, cái bài này nè, kinh nào diễn tả, chỗ nào diễn tả, họ thuộc kinh, họ lấy ở chỗ đó, để vô. Đó là cái kinh nghiệm dạy yếu lý của chúng con cho lương dân. Chúng con sẽ nói thêm về vấn đề này. Bây giờ chúng con nói sơ về mục tử, một cái điều này rất quan trọng. Chúa Giêsu là mục tử, Chúa Giêsu cho gạo ăn. Vậy thì cái việc chúng ta cho gạo người nghèo đó có nên làm hay không? Từng tháng vừa qua chúng con bị một cái đứng bề trên rầy rằng: Cha lấy gạo dụ người ta theo đạo. Con nói thưa Ngài không. Một ngày Chủ nhật họ đi lễ, con nói với họ là con xin các ân nhân cho mỗi người một ký gạo. Do đó Chủ nhật nào cũng có ký gạo, nhưng mà cho mỗi tuần sách dày kỳ lắm ha. Thành ra họ đồng ý là một tháng sách một lần. Và chúng con chỉ cho mỗi tháng á, cao lắm là 5 ký gạo thôi. Mà nhân tiện đây con mở ngoặc đơn: chúng ta đừng cho người nghèo nhiều của. Càng cho nhiều bao nhiêu thì họ càng tham bao nhiêu, và họ càng tham bao nhiêu thì họ càng không nghe lời Chúa. Đó là một nguyên lý rất là quan trọng trong truyền giáo chúng con áp dụng. Do đó quà chúng con ở giáo điểm á, quà chúng con á, khi nào mà cao lắm là 50-70 ngàn, khi nào đoạn nào quá đặc biệt luôn Việt Kiều đi thì 100 ngàn trở lại, không hơn. Trong khi chúng con thấy mấy cha cho món quà 300 ngàn khi không nổi. Đó là chúng ta đang làm cho họ ỷ lại, đang làm cho họ lười biếng, đang làm cho họ dành nhau là nghèo, và cũng đang làm cho họ tham lam. Con nói rằng nghèo chỗ nào? Những đoàn hành hương tới là cha, con cho cha 100 phần quà, mỗi phần quà 200 ngàn. Tôi nói thứ nhất là tôi không có nhận. Ông nói sao kỳ vậy? Không đủ hả cha? Thưa dư 200 ngàn nhiều quá, tôi không có nhận vậy. Thứ hai là cho 100 ngàn á, cho 100 phần quà không được. Lý do tại sao vậy? Khi cho 100 phần quà đó, tôi sẽ lựa người nghèo tôi cho. Và khi lựa vậy đó thì sao? Những người nghèo sao? Cha, con nghèo rồi cha, con nghèo rồi cha, con nghèo cha. Đứa nào cũng dành nghèo hết trơn, đúng không? Đúng không? Mà mình nói nó không nghèo, nó đâu có chịu, nó chửi mình lợi. Thế là tự nhiên nó chửi mình. Cái ông ở đầu giáo xứ đó, mày khá khá rồi cho này nghèo hơn. Tự nhiên nó chửi ông đầu giáo xứ luôn. Và họ đạo sau khi phát quà xong là một sự lộn xộn, phân bố không đồng đều. Nó không có bằng lòng cái cách đó. Thành ra đứa nào cũng dành nghèo, tao dành nghèo không được nghèo, tao chửi mấy thằng nghèo, đúng không? Tai hại vô cùng. Thứ hai, khi mà phát quà như vậy đó, họ chen lấn nhau, họ rình rập nhau. Chúng con trước đây đó là đi lễ nhà thờ giáo điểm, chúng con lúc về đó khoảng 100 mấy 200 thôi. Mà bữa nào phát quà cha sở ra nó dòm: trời ơi, nay tới 200 mấy phần quà dư sức rồi, không có đâu. Rồi alo, bữa nay có quà mày ơi. Tự nhiên nhà nó không đa, chạy rầm xuống. Trưa đó 500 phần không đủ. Dành nhau nghèo, dành giật nhau nghèo, thưa không. Chúng ta phải hoạt động đều. Rồi con nói với đoàn thôi giờ anh có nhiều quần quà, nói giờ con 100 phần, con nói cho tôi 350 phần. Nói cha làm sao có đủ mà cho. Không sao, tôi chia cho. Bây giờ anh tính phần quà nhiều, 100 ngàn phải không, 100 phần phải không, 10 triệu ra đây. Tôi sẽ chia ra đều 350 phần. Rồi
Bây giờ chia xong á, 300 bữa phần á, họ nói rằng người khá khá rồi ăn, còn người nghèo nó ăn thì dĩ nhiên rồi, người khá khá sao không? Lúc nào tôi phát tôi cũng nói là đây là quà dành cho người nghèo, ai nghèo ăn vô thì giàu, thằng nào khá khá giàu giàu ăn vô thì nghèo, đó là chắc ăn rồi. Dễ lắm quý bác quý ông mà ở nhà nó dành nhau rất là dễ. Đây là quà cho người nghèo nè ha. Mấy ông hộ đồng giáo xứ ra vô dắt quà, dắt phần quà cho cha. Mấy bà hiền mẫu vô làm công tác nhà thờ, cha cho con phần, cho con phần. Đó, người nghèo đó, ăn vô nghèo đi. Mày muốn ăn đi mà. Không nào dám ăn đâu. Hồi trước đó, họ đạo con về đó, lúc nào vô dành cha cho con thùng mì, cho con thùng nước ngọt, cái thứ con vô giúp nhà thờ. Ha, họ nói, của người nghèo, mày muốn nghèo mày ăn đi. Đâu nào dám ăn đâu, bỏ chạy hết trơn. Vì thế chúng con luôn luôn là nói là đây là của người nghèo, anh em đừng có ăn. Cái gạo này quan trọng lắm nha. Con nói tiếp cho. Rồi sau đó đó, họ sẽ chia tiền cho con 10 triệu đó, sẽ nghiên cứu những cái món nào giáo dân cần, mua sẵn để đó 300 rưỡi phần cho họ lợi phát. Nhưng mà chưa, họ lợi họ nhìn thấy đây là đóng quà của mấy ông là 300 rưỡi phần đây ha. Ngày mai đó mấy ông phát ha. Rồi mấy ông, tôi đưa toa, mấy ông trả tiền cho tôi, mấy em khỏi cần phải đem xuống, như trong mất công lắm. Nhưng mà tôi nói mấy em nghe nè, trong này 300 rưỡi phần quà này nè, nó tới 700 phần lận. Ông nói sao 700 mà trả 700 chi cha. Ngày mai biết. Ngày mai đoàn vô mới nói nè, mở gói quà ra, trong đó tiêu biểu, thí dụ dần vừa rồi cũng còn làm đây, trong gói quà đó có một ký đường, hai chai nước mắm, hai chai dầu ăn, hết. Bao nhiêu tiền mà? Phải 50 ngàn không? Hai chai nước mắm bao nhiêu? 20 ngàn, hai chai dầu ăn 20 mấy ngàn, gói đường 10 mấy ngàn là 50 ngàn, 60 ngàn thôi, đâu có nhiều hơn ha. Đưa giáo dân, anh chị em thấy không? Bây giờ á, trong này đó phần của anh chị em là cái gì? Họ biết liền, phần chúng con là một ký đường, một chai nước mắm, một chai dầu ăn. Vậy còn chai nước mắm và dầu ăn làm gì đây? Thưa, chúng con phải đem về cho một người nghèo hơn ở quanh cận con và nói rằng của nhà thờ chia. Khách hành hương ai nghe ngạc nhiên, tự nhiên 300 rưỡi phần quà thành 700 phần. Mà lúc nào chúng con cũng chia quà cho người lương dân chúng con vậy. Lúc nào cũng chuẩn bị hai phần trong đó, một phần lớn hơn chút, phần nhỏ hơn chút. Anh em nhớ phần này là của anh em. Thiếu nhi cũng vậy, con hai cái bàn chải, hai cái kem đánh răng, nghe chưa? Rồi một hộp sữa, nghe chưa? Rồi một ký đường. Cái phần hộp sữa, ký đường tùy nghi con chọn cái nào chọn. Muốn đường, muốn sữa cũng được. Hai bàn chải, hai kem đánh răng, mỗi thứ một bên. Nó biết hết rồi. Và đem về, có người hỏi là nó đem về nó không cho sao? Dễ lắm. Tao nói rằng đây là quà cho thằng nghèo hơn. Mày lấy cái đó thì mày là thằng ăn cắp, một thằng ăn giật, một thằng ăn vọng ha. Và mày sẽ nghèo hơn như mày muốn. Thôi đâu dám nữa, thành ra ai lấy hết trơn. Rõ ràng là cho người nghèo hơn mà ha. Thành ra lúc nào lương dân chúng con cũng là cánh tay nối dài để đem quà cho những người xung quanh. Và lúc nào cũng nói là đem về, nó là nhà thờ gửi tặng. Và khi nào trên nhà thờ có cuộc vui thì mời lên nhà Chúa chơi. Thấy là chúng con có nhiều cơ hội lễ lạc là mời lương dân tới. Đó cũng là chính sách một cặp một. Thôi giờ nghỉ ha đứa cha ha. Ăn cơm cho để đói bụng rồi ha. Nói chiều nó nữa ha. Xin cảm ơn đứa cha. Cảm ơn.